thu thập vị trí người dùng, phát hiện của nhà báo chuyên viết về bảo mật Brian Krebs tiết lộ rằng, khi đã tắt định vị trên iPhone 11 Pro, mẫu smartphone này vẫn tiếp tục thu thập thông tin vị trí người dùng. Trên iPhone, người dùng được phép vô hiệu hóa dịch vụ định vị với từng ứng dụng hoặc ở cấp độ hệ thống. Nếu dịch vụ định vị này được tắt thủ công cho tất cả ứng dụng và dịch vụ trong phần setting, iPhone 11 Pro sẽ tiếp tục thu thập dữ liệu vị trí. Tuy nhiên, nếu dịch vụ định vị được vô hiệu hóa ở cấp độ hệ thống, quá trình thu thập dữ liệu sẽ không được thực hiện. Hành vi bất thường trên có thể xảy ra trên cả dòng máy iPhone 11. Sự cố này được phát hiện trên iOS 13 mới nhất nên đây có thể là lỗi bảo mật của hệ điều hành ảnh hưởng tới các thiết bị Apple mới nhất. Về phần Apple, hãng này cho biết hành vi trên không gây tổn hại nào cho người dùng, hiện chưa rõ Apple có sửa lỗi này hay không. Bất kể thế nào, nếu người dùng tắt định vị mà iPhone vẫn tự bật lên như trong trường hợp này đều gây ra lo ngại.